Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đến với các bạn với một tác phẩm Vì Ngoài Chúa Ra, tác giả Phùng Minh Mẫn. Thông qua cái ca khúc này thì tôi sẽ có những cái cách sắp xếp ngón tay và cách chơi nó phù hợp với việc chúng ta là phải xử lý phần tay phải. Tôi biết là tay trái này khi hát thì chúng ta có cái việc bao cái phần bát, nhưng mà lúc đó tay phải nó sẽ thừa ra và chúng ta ghép làm sao đấy một cách dễ nhất và trong cái bài hát đó. Đầu tiên tôi giới thiệu luôn là video của tôi sẽ chia thành hai phần. Phần đầu chúng ta sẽ nắm bắt hòa thanh và một tip chơi. Phần hai chúng ta sẽ có một chút ý tưởng về intro để tạo ra cái cảm hứng cho cái ca khúc này. Đầu tiên chúng ta nhìn lên bản nhạc, bài hát viết ở đô thứ. Chỉ có là vào đô thứ. Thì ở trên đô thứ này chúng ta sẽ có cái chơi chỉ có. Đấy, trong đô thứ thì mình sẽ chọn là đồ đố, tay trái và tay phải là son mí. Thì chúng ta sẽ đi đan hai cái âm này ở hai tay và kết hợp hát. Chỉ có mình Chúa là chốn con tựa nương. Đó, thì trong đô thứ thì mình giữ như này. Pam 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 pam. Đấy, trong mi giáng trưởng. Sau đó là thanh lũy vương bền chờ trẻ con yên hân. Đó, chờ trẻ này chúng ta đang là về la đa. Đấy, son trưởng rồi si. Đó, các bạn chỉ có đặt cái đúng số ngón tay và cái nốt chúng ta cần đi trong hòa thanh đó và đi ở một cái tempo đều, nó không có gì khó cả. Chỉ có mình Chúa phải chốn con tự nương là thanh lũy vương bền chờ chế con yên hằng dù có cuồng phong dù bão giông dâng đầy con vẫn không lo gì khi đời có ngày. Đấy, thì hoàn toàn là chúng ta đã đánh đều cái một típ này một lúc rồi chúng ta bắt đầu mở rộng nó ra. Chúng ta thuộc một típ rồi mà. Thì khi chúng ta đánh thuộc mô típ và chúng ta di chuyển giữa các hòa thanh có sự liên quan thì cái phần chơi đàn của chúng ta nó cũng như là một cái giai điệu đi song hành với cái giai điệu của ca khúc. Nó làm cho cái việc tương tác của người chơi đàn và người hát nó tương phản mạnh mẽ hơn. Rồi, các bạn nhớ cái công thức để cho chúng ta vào cái câu hát và hòa thanh. Nó đơn giản thế này thôi. 1, 2, 1. Đó chỉ là cái bước đi của cái việc đệm. Rồi khi chúng ta vào điệp khúc với bài này thì chúng ta dùng nhiều nốt hơn. Ví dụ trong đô thứ. Ngoài ra con tìm đâu thấy bình an. Thì với cái việc mà chúng ta chỉ có giữ được một cái nhịp đi đều như nhịp đơn thế và chúng ta di chuyển hòa thanh nó phù hợp thì nó tạo ra cái phần đệm cũng khá là bắt tai mà cũng không đòi hỏi chúng ta phải cầu kỳ quá về kỹ thuật. Rồi trong điệp khúc tôi làm chậm là các bạn theo dõi. Đó, chuyển sang sinh ra trường, ban giáng trường. Sẽ đến với phần tạo ra câu intro. Thì câu intro cho cái bài này chúng ta có thể hiểu là có một cái sự gợi ý từ phần đầu bài. Đô thứ này, si giáng trưởng, la giáng trưởng và giáng trưởng một ý, pha thứ, đô thứ, rê trường 7 và nhất rồi son trưởng. Thì chúng ta sẽ lấy cái ý của hòa thanh này. Với những cái hiểu biết của tôi về ca khúc này và cách giới thiệu cho các bạn chơi hai tay trong khi chúng ta hát, nó đơn giản hơn, dễ áp dụng hơn và nó vẫn có cái sự hiệu quả riêng. Thì hy vọng với cái video này sẽ giúp các bạn thành công hơn trong việc tiếp cận với bộ môn piano đệm hát. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.